cái chết bí ẩn của ông Tấn. Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực, mưa lâm dâm rơi xuống, khiến không khí trong làng càng thêm lạnh lẽo và ẩm ướt. Con đường dẫn ra khỏi làng chìm trong sương mờ, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét hắt sáng trong những ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Giữa khung cảnh đó, ông Tấn, một người đàn ông già sống độc thân, lầm lũi bước ra ngoài, chuẩn bị cho một đêm săn bắt. Ông Tấn không phải là người lạ với màn đêm. Bao nhiêu năm ông sống một mình, kiếm ăn bằng nghề săn bắt chim và thú hoang. Với ông, rừng rậm và bóng tối không phải là điều đáng sợ. Nhưng đêm nay, dường như có gì đó khác biệt. Trong không khí dày đặc, ông cảm nhận một luồng hơi lạnh kỳ lạ và tiếng gió rít qua các nhánh cây, tựa như tiếng thở thì thầm của những linh hồn trong bóng tối. Đang lặng lẽ đi sâu vào rừng, ông bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh đèn leo lét từ xa. Nhíu mày, ông tự hỏi ai lại ra khu vực Nghĩa Trang vào giờ này. Ông đứng lặng một lúc, định quay lưng đi tiếp, nhưng sự tò mò thắng thế. Ông quyết định tiến về phía ánh đèn. Khi đến gần hơn, ánh đèn tắt phụt, để lại không gian tối đen như mực. Ông Tấn bỗng thấy giận người, lòng thầm trách sao mình lại cả gan mò vào nơi quỷ quái này vào đêm khuya. Nhưng chưa kịp quay đầu lại, ông nghe thấy tiếng bước chân xào xạc ngay sau lưng. Bước chân ai đó? Ông hỏi, giọng run run nhưng không nhận được hồi đáp nào ông tấn nhanh chóng bước về phía trước cố gắng rời khỏi khu vực nghĩa trang càng nhanh càng tốt tuy nhiên cảm giác bị theo dõi cứ lấn át ông như có thứ gì đó vô hình lượn lờ xung quanh đột ngột một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm ông cảm thấy da thịt tê cứng trước mắt ông hiện lên một bóng hình mờ nhạt đứng im lìm giữa rừng cây ông tấn cứng người mồ hôi lạnh toát ra chân tay run rẩy không thể cử động trong tích tắc ông nghe thấy tiếng thở phì phò ngay sát tai rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối mịt mở sáng hôm sau người dân trong làng phát hiện thi thể của ông tấn gần nghĩa trang khuôn mặt ông cứng đờ trong biểu hiện sợ hãi đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định ai nấy đều dùng mình trước cảnh tượng này những người trong làng bắt đầu bàn tán và đồn đoán về sự bí ẩn của nghĩa trang bà cụ xuân người lớn tuổi trong làng khẽ thở dài khi nhìn thấy thi thể của ông tấn bà lẩm bẩm lại một người nữa bị lũ quỷ kéo đi rồi Nghe thấy vậy, đám thanh niên trong làng có người run sợ, có người thì tỏ ra không tin. Một người trong số họ hỏi: "Nghĩa trang có thể khiến người ta chết sao bà?" Bà Xuân chỉ lặng im rồi nói thêm: "Các cậu biết gì đâu. Nơi đó từng chôn nhiều linh hồn oan nghiệt, những chuyện kinh hoàng còn nhiều hơn các cậu tưởng." Người làng ai cũng cảm thấy bất an, không ai dám lại gần khu vực nghĩa trang sau cái chết bí ẩn của ông Tấn. Những tin đồn bắt đầu lan rộng khơi dậy nỗi sợ hãi vốn đã tồn tại từ lâu trong lòng dân làng. Nơi chôn cất của những người đã khuất giờ đây trở thành một điểm ám ảnh và nguy hiểm. Một số người còn bàn nhau làm lễ, mời thầy Pháp đến trấn yểm, mong rằng có thể xua đuổi được những điều không may. Nhưng cũng có người cho rằng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên và không cần quá lo lắng. Sự kiện đêm ấy đã tạo ra một làng sóng sợ hãi và hoang mang trong làng. Những ngày sau cái chết của ông Tấn, không khí trong làng trở nên u ám và nặng nề. Khi màn đêm buông xuống, từng căn nhà đều đóng kín cửa, như muốn ngăn chặn điều gì đó vô hình từ bên ngoài. Đám trẻ con không còn dám chơi đùa ngoài sân, và ngay cả những người lớn cũng bắt đầu nhìn nghĩa trang bằng ánh mắt đầy ám ảnh. Một đêm nọ, Hùng, một thanh niên trong làng, nghe tiếng gì đó như tiếng khóc khe khẽ. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là tiếng gió luồn qua những tán cây, nhưng âm thanh càng lúc càng rõ hơn từng tiếng nức nở đứt đoạn. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Hùng khẽ mở cửa sổ, nhìn ra ngoài bóng đêm dày đặc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, anh thoáng thấy một bóng người nhỏ bé đứng lặng lẽ giữa con đường dẫn đến Nghĩa Trang. Đó là một cô gái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, áo trắng bay phất phơ trong gió. Bóng dáng của cô cứ đứng bất động, đầu hơi cúi, hai tay buông thõng, trông như một bóng ma bị bỏ quên. Hùng cố trấn tĩnh, định bụng nhắm mắt quay vào ngủ nhưng tiếng khóc ấy lại vang lên lần này vang dội đến mức lấn át cả tiếng gió rít ngoài cửa anh trần trừ một lúc rồi quyết định sẽ ra ngoài xem cảm giác sợ hãi dâng lên nhưng một phần nào đó thôi thúc anh phải khám phá sự bí ẩn này bước ra khỏi nhà hùng cảm nhận rõ từng đợt hơi lạnh len lỏi vào da thịt anh tiến về phía cô gái đang đứng trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng vẫn kiên quyết khi còn cách bóng hình ấy vài bước anh cất tiếng hỏi cô là ai sao lại đứng đây giữa đêm khuya thế này? không có lời hồi đáp, cô gái vẫn im lặng, chỉ có tiếng khóc nhẹ nhàng vang lên từ miệng, từng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào hùng, không chút biểu cảm. đôi mắt ấy không chỉ buồn mà còn như chứa đựng nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. bất chợt, hùng dùng mình nhận ra khuôn mặt cô gái này giống hệt cô mai, một cô gái đã mất cách đây nhiều năm vì tai nạn trong rừng. Cả làng đều biết về cái chết của cô, nhưng không ai dám nhắc đến vì nỗi sợ bị ám. Cô, cô là Mai? Hùng run rẩy hỏi, nhưng ngay lập tức nuốt nghẹn trong cổ họng. Không đợi Hùng kịp phản ứng, cô gái ấy đột nhiên cười lên một tràng dài quái dị. Âm thanh rít lên, lanh lảnh giữa đêm tối, khiến da gà anh dựng đứng. Mắt cô trợn trừng, khuôn mặt nhợt nhạt chuyển thành một biểu cảm căm giận. Cô vươn tay ra, móng tay dài, nhọn hoắt như vuốt của dã thú, trực vồ lấy anh. Hoàng Loạn hùng hét lớn và lùi lại, cố gắng chạy về phía nhà, nhưng đôi chân anh như bị dính chặt xuống đất, không thể nhấc lên được. Trong ánh mắt tuyệt vọng, anh thấy cô gái từ từ tiến lại gần, từng bước, từng bước, tiếng cười và tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh quái dị vang vọng khắp đêm tối. Đột nhiên, ánh sáng từ một ngọn đèn pin chĩa vào, làm bóng cô gái biến mất trong thoáng chốc. Ông Quang, một người hàng xóm chạy tới, ánh mắt lo lắng hỏi: "Hùng!" Cháu làm gì ở đây giờ này? Nhưng Hùng chỉ lắp bắp, không thể nói nên lời. Nhìn quanh, anh thấy đường phố trống trải, không còn dấu vết của cô gái kia. Tối hôm đó, Hùng quay vào nhà, đóng kín cửa và ngồi thu lưu trong góc, không dám chập mắt. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm của cô gái lại hiện lên. Ánh nhìn như đâm thẳng vào lòng anh, khiến tim anh thắt lại trong nỗi sợ hãi không tả nổi. Sáng hôm sau, Hùng nằm trên giường, đôi mắt thâm quầng, trông như người mất hồn. Câu chuyện về cái chết của ông Tấn và bóng dáng của cô gái áo trắng khiến cả làng dường như chìm trong cơn ác mộng không hồi kết. Sau đêm kinh hoàng đó, Hùng trở nên lầm lì và không còn dám ra ngoài vào ban đêm. Nhưng kể từ hôm ấy, không chỉ mình anh, nhiều người dân trong làng cũng bắt đầu gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Ban đêm, tiếng cười lành lót, tiếng khóc nức nở không rõ từ đâu vang lên, rít qua những ngôi nhà, rồi tan biến vào màn đêm để lại cảm giác giận người. Một nỗi lo lắng mơ hồ dần bao trùm lên khắp làng. Một tối muộn, bà Lan, hàng xóm của Hùng, nghe thấy tiếng cào cào trên bức tường nhà mình. Ban đầu bà nghĩ chỉ là mèo hoang, nhưng tiếng động mỗi lúc một lớn, gắt gỏng và bức bách. Bà lấy hết can đảm, bật đèn pin lên, chiếu ra ngoài tường qua khung cửa sổ. Thoạt đầu, bà không thấy gì. Nhưng khi ánh đèn lia đến một góc tối dưới chân tường, bà dùng mình kinh hãi khi thấy những dấu vết cào xước hằn lên trên tường như dấu móng tay kéo dài. Điều khiến bà sợ hãi nhất là những vệt đó không phải vết mèo mà có hình dáng như của bàn tay người. Với những ngón tay dài bất thường, như có thứ gì đó đã cố bấu vào tường mà leo lên. Chưa kịp hoàn hồn, bà Lan cảm nhận có thứ gì đó lạnh ngắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Bà quay đầu lại, và trong bóng tối mờ mờ, bà thấy một bóng đen đứng lặng lẽ bên cạnh cửa ra vào bóng đen ấy không có khuôn mặt chỉ là một hình dạng đen đặc nhưng bà cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ đó đang dán chặt lên người mình đầy thù hận bà hét lên nhưng âm thanh dường như bị nghẹn lại trong cổ bóng đen ấy không động đậy chỉ đứng im nhưng sự hiện diện của nó làm bà cảm thấy như bị bóp nghẹt không thể cử động hay thở được sau một lúc bóng đen biến mất như chưa từng xuất hiện bà lan sụp xuống sàn thở hồn hển tim đập loạn nhịp ngày hôm sau cả làng xôn xao khi bà lan kể lại chuyện đó với mọi người nhưng không ai dám đến gần bức tường đầy những vết cào xước ấy nữa cùng lúc hùng cũng gặp phải một trải nghiệm kinh hoàng trong nhà mình đêm đó khi anh cố gắng chìm vào giấc ngủ tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lên từ bên ngoài cửa phòng ngủ tiếng bước chân đều đặn như một ai đó đang đi loanh quanh ngoài hành lang mặc dù đã cố gắng tự chấn an rằng có lẽ chỉ là chuột hoặc mèo hùng vẫn không ngừng run dậy khi tiếng bước chân đến gần cánh cửa phòng anh đột ngột dừng lại không gian im lặng đến ngộp thở hùng nín thở lắng nghe và bất chợt một âm thanh chậm rãi vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đều đều như ai đó cố ý làm hùng phát điên cánh cửa rung nhẹ theo từng tiếng gõ và từ khe cửa một làn hơi lạnh ùa vào như thể bên ngoài có một bóng người đứng chờ hùng căng thẳng không dám cử động anh cố nhắm mắt nhưng ngay lập tức lại cảm giác có thứ gì đó đang tiến sát bên cạnh mình. Dù không mở mắt, anh vẫn cảm thấy rõ ràng có một bóng đen đang cúi sát, phả hơi lạnh vào gáy anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh tưởng tượng bóng đen ấy là cô gái áo trắng, với đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt không biểu cảm, vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm đầy căm phẫn. Cảm giác như có đôi bàn tay lạnh buốt chạm vào vai mình, hùng bật dậy hết lớn và bật đèn phòng khi ánh sáng bừng lên căn phòng lại trống trơn nhưng một vệt sức đỏ hiện rõ trên tường phòng anh như thể có thứ gì đó đã cô viết tên anh lên đó để nhắc nhở rằng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng ma này từ đêm đó không chỉ hùng mà cả làng đều chìm trong nỗi sợ hãi mọi người bắt đầu truyền tai nhau về bóng ma áo trắng những tiếng khóc trong đêm và những bóng đen không mặt lẩn khuất trong từng ngôi nhà sau những đêm kinh hoàng, hùng quyết định phải tìm hiểu rõ về bóng ma này. anh nghe nói có một cụ già trong làng từng biết câu chuyện về cô gái áo trắng, nên đến gặp để tìm câu trả lời. khi hung hỏi, cụ già chậm rãi kể, đôi mắt đục ngầu nhìn xa xăm. chuyện đã lâu lắm rồi về một cô gái bị phản bội và hãm hại. người ta nói rằng cô ta đã chết trong tức tuổi, không thể siêu thoát và oán niệm cứ mãi bám vào nơi này. những ai dính đến câu chuyện đều gặp bất hạnh. nghe vậy Hùng cảm thấy lạnh người nhưng càng thêm tò mò. Đêm ấy, khi về đến nhà, anh quyết định thử tìm hiểu thêm bằng cách đặt một chiếc gương nhỏ trong phòng mình. Anh nghe người ta nói rằng, đôi khi những linh hồn oan khuất có thể hiện hình qua gương và anh muốn thử xem bóng ma ấy có thực sự tồn tại hay không. Khi đêm xuống, không khí trong nhà Hùng trở nên lạnh lẽo khác thường. Mọi tiếng động bên ngoài im bặt, như thể cả ngôi làng đang nín thở chờ đợi một điều kinh khủng. Hùng ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng dần dần, hình ảnh trong gương bỗng trở nên mờ ảo, như thể có một lớp xương đang bao phủ. Hùng chớp mắt vài lần, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, từ trong làn xương mờ, một hình bóng bắt đầu xuất hiện phía sau anh. Đó là cô gái áo trắng, tóc xõa dài che khuất khuôn mặt, tay gầy gò với móng tay nhọn hoắt, chìa ra như muốn với tới anh. Anh cảm thấy làn hơi lạnh của cô ta phả vào gáy và tiếng thì thào yếu ớt, ngắt quãng vang lên, "Trả lại công bằng cho ta." Hùng đông cứng, không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng ma trong gương. Cô ta từ từ tiến sát hơn, bàn tay trắng bệch chạm vào vai anh, khiến anh cảm nhận rõ ràng sức nặng lạnh lẽo của nó. Đột nhiên, gương mặt của cô gái xuất hiện rõ nét hơn trong gương. Đôi mắt trống rỗng đen thẳm như muốn nuốt chửng lấy linh hồn anh và miệng cô ta nở một nụ cười méo mó đáng sợ không thể chịu nổi thêm hùng thét lên nhảy bật ra khỏi ghế nhưng khi anh quay lại căn phòng vẫn tối đen và trống rỗng chiếc gương trên bàn đã trở lại bình thường không còn bóng ma nào tuy nhiên hùng biết điều anh vừa trải qua là thật bởi trên vai anh một vết bầm tím xuất hiện như dấu tay ai đó in lên da thịt anh anh bắt đầu nhận ra rằng bóng ma không chỉ hiện ra để hù dọa anh nó đang muốn thứ gì đó, một thứ gì đó mà anh không biết rõ. Từ đêm đó, mỗi khi Hùng nhìn vào gương, anh luôn thấy có bóng đen lẩn khuất phía sau mình, dù chỉ thoáng qua cũng đủ khiến anh không dám ở một mình trong bóng tối nữa. Những đêm sau đó, Hùng liên tục bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái trong gương. Mỗi khi anh nằm xuống, cảm giác như có ai đó đứng ngay bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào anh, đợi anh sơ hở để trừng phạt. Sự sợ hãi lạnh lẽo dần chiếm lấy cuộc sống anh biến những ngày bình yên thành cơn ác mộng sống động, đêm nào cũng như đêm cuối cùng trong đời anh. Mọi người trong làng cũng bắt đầu tránh xa hùng. Họ thì thào rằng bóng ma đang theo anh và sẽ không tha cho ai đứng gần anh. Hùng cảm thấy bị cô lập, nhưng nỗi ám ảnh từ bóng ma còn khiến anh sợ hãi hơn nhiều. Anh biết rằng điều kinh khủng nhất còn chưa đến và bóng ma vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong bóng tối, chờ cơ hội để kéo anh xuống đáy địa ngục của mình sau những đêm không ngủ, Hùng bắt đầu kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy, bóng ma vẫn không ngừng ám ảnh anh. Ban đầu là những tiếng thi thầm, mơ hồ như tiếng gió, lúc gần, lúc xa. Nhưng dần dần những âm thanh ấy trở nên rõ ràng hơn, từng tiếng rít lạnh lẽo như vọng lên từ sâu trong địa ngục. Mỗi đêm, khi vừa nhắm mắt, Hùng lại nghe thấy tiếng bước chân. Ban đầu chỉ là tiếng bước nhẹ nhàng, chậm chậm, như có ai đó đang rón rén di chuyển trong nhà. Nhưng rồi những bước chân ấy trở nên dồn dập, nhanh hơn, như thể một kẻ điên cuồng đang cố xông vào phòng anh. Tính chân dừng lại trước cửa phòng, rồi im bặt. Một hơi lạnh dờn rợn luồn qua khe cửa, khung cảm nhận rõ ràng có ai đó đang đứng ngay bên ngoài, canh nín thở, không dám cử động. Ngay lúc ấy, một tiếng thì thầm vang lên bên tai, lạnh lẽo và đáng sợ, "Mở cửa ra, trả lại mạng cho ta." Không bật dậy, lao ra khỏi phòng, nhưng chẳng thấy ai căn nhà chìm trong bóng tối im lìm chỉ còn tiếng gió rít qua những khung cửa sổ nhưng anh biết bóng ma vẫn còn đó đang dõi theo từng bước chân của mình đêm hôm sau khung quyết định đóng kín cửa sổ và khóa chặt cửa phòng trước khi đi ngủ nhưng dù cố gắng thế nào anh vẫn không thể chặn được tiếng thì thầm rợn người từ bên ngoài lần này tiếng nói ấy còn vang vọng hơn dường như xuất phát ngay từ trong phòng sát bên tai anh trả mạng cho ta ta sẽ không để người yên. Những ngón tay lạnh toát, vô hình như chạm vào gai khủng. Anh cảm thấy da thịt mình nổi da gà, khơi lạnh buốt xâm chiếm cơ thể như một lớp băng giá bao trùm. Trong nỗi sợ hãi tột độ, hùng bật điện, những bóng đèn nhấp nháy rồi vụt tắt, để lại anh trong bóng tối dày đặc. Anh quay cuồng tìm điện thoại để gọi cho ai đó giúp đỡ, nhưng màn hình điện thoại bất ngờ hiện lên một dòng chữ, viết bằng nét chữ nguyệt ngoạc, máu đỏ tươi ngươi sẽ không thoát được đâu, trả mạng lại cho ta. Kinh hoàng tột độ, Hùng vứt điện thoại, nhưng dòng chữ ấy như khắc sâu vào tâm trí anh. Anh thu mình trong góc giường, cố gắng lầm bầm cầu nguyện, nhưng tiếng thì thầm ma quái vẫn vang vọng, dường như cười nhạo sự sợ hãi của anh. Cả đêm ấy, Hùng không ngủ nổi, chỉ biết ngồi bất động trong bóng tối, cảm nhận sự hiện diện của một thứ gì đó, mờ ảo và ma mị. Đến gần sáng, khi ánh nắng nhạt nhòa lọt vào phòng, anh mới dám nhắm mắt nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng ngay khi vừa chết đi, một giấc mơ khủng khiếp lại ập đến. Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa căn phòng tối om, bóng ma cô gái áo trắng tiến dần đến. Gương mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và miệng nở một nụ cười đáng sợ. Bất chợt, cô ta vươn tay, chạm vào cổ anh và bắt đầu bóp chặt. Cảm giác nghẹt thở dâng lên, khung cố vùng vẫy nhưng vô vọng. Bóng ma càng siết mạnh hơn, mắt anh tối sầm và trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nghe thấy tiếng cô ta gầm lên như một lời nguyền không bao giờ được hóa giải. ngươi sẽ phải trả giá. khi hung giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm và cả người run rẩy. trên cổ anh in hằn dấu ngón tay, đỏ tấy và đau rát như bằng chứng không thể chối cãi rằng cơn ác mộng vừa rồi không chỉ là mộng ảo. đêm hôm sau, hung cảm thấy căn nhà như hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, mọi ngóc ngách đều chìm vào sự âm u lạnh lẽo và không khí nặng nề như đang bóp nghẹt từng hơi thở. Mỗi lần anh vừa chợp mắt là những cơn ác mộng lại kéo đến, liên tiếp và dồn dập như một lời nguyền bám chặt không buông. Trong giấc mơ, Hùng thấy mình đứng giữa một khu rừng u ám, những bóng cây cằn cỗi rũ xuống như những cánh tay gầy guộc cố với lấy anh. Tiếng thì thầm lại vang lên, nhưng lần này không chỉ là một giọng nói mà như hàng trăm âm thanh từ xa xăm vọng về. Những giọng nói đó hòa quyện vào nhau, vang lên từng lời oán trách đau thương và uất hận tạo nên một thứ âm thanh ma quái khiến hùng rùng mình một cái bóng trắng từ từ hiện ra từ sau những thân cây tiến về phía anh đó là cô gái áo trắng gương mặt nhợt nhạt đôi mắt trống rỗng cô ta không nói gì chỉ đứng nhìn hùng với một nụ cười kỳ dị rồi đột nhiên những giọt máu từ từ dì ra từ khóe mắt của cô chảy xuống hai bên má trông như những giọt nước mắt đẫm máu hùng không thể cử động toàn thân như bị đóng băng, chỉ biết đứng nhìn bóng ma từ từ tiến lại gần. Bất chợt cô ta đưa tay lên, ngón tay chỉ vào Hùng và nói một cách chậm rãi: "Ngươi sẽ không bao giờ thoát được." Bỗng nhiên, Hùng cảm thấy đôi chân mình bị một thứ gì đó bám chặt. Anh cúi xuống và thấy những bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo đang từ dưới đất vươn lên, kéo anh xuống. Hàng chục cánh tay bám chặt lấy, lôi anh chìm dần vào mặt đất lạnh buốt. Hùng cố gắng vùng vẫy, nhưng càng cố thoát những cánh tay càng siết chặt hơn kéo anh xuống sâu hơn vào bóng tối vô tận anh giật mình tỉnh dậy hồn hển thờ dốc trời vẫn còn tối và cả căn phòng chìm trong yên lặng hùng nhìn quanh cố trấn tĩnh nhưng bỗng nhận ra trên sàn nhà có những vết chân ướt lạnh lẽo từng dấu in rõ từ cửa đến giường anh anh dùng mình không dám bước ra khỏi giường chỉ biết nhìn chằm chằm vào những dấu chân cảm giác lạnh sống lưng mỗi lúc một rõ rệt ngay lúc ấy một tiếng đập mạnh vang lên từ phía cửa sổ hùng quay phát lại và thấy một bóng người mờ ảo bên ngoài kính bóng người đó là một cô gái mái tóc dối bời đôi mắt đỏ ngầu như hai hố lửa cô ta dán sát mặt vào cửa sổ nở một nụ cười méo mó lạnh lùng trả mạng lại cho ta giọng cô gái vang lên khàn đặc và lạnh lẽo hùng lùi lại tim đập thình thịch nhưng bóng ma vẫn áp sát cửa sổ gương mặt méo mó như đang xuyên qua lớp kính cô ta thò tay qua khe cửa những ngón tay gầy guộc từ từ luồn vào bên trong như muốn với tới hùng sự sợ hãi dâng tràn anh quay người chạy khỏi phòng nhưng khi vừa ra đến hành lang tiếng chân nặng nề và tiếng thì thầm đáng sợ lại vang lên từ mọi hướng những bóng đen mờ ảo xuất hiện ở các góc hành lang di chuyển lờ mờ bao vây hùng bóng tối đặc quánh như hút chặt lấy anh khiến từng bước đi nặng trĩu như mang gánh nặng nghìn cân hùng bắt đầu chạy nhưng cảm giác bị truy đuổi và hơi thở lạnh buốt của bóng ma vẫn kề sát bên tai, khiến anh không dám ngoái đầu lại. Khi gần đến cửa chính, bóng đen đột ngột chắn ngang trước mặt. Hùng trượt chân ngã xuống và ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo của bàn tay ma quái chạm vào vai anh. Hùng hét lên, nhưng tiếng hét chỉ vang vọng trong không gian, không ai nghe thấy. Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. "Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền này." Cảm giác tê buốt chạy dọc cơ thể, Hùng không còn sức để chống cự, chỉ biết nhắm mắt lại, cảm nhận sự tuyệt vọng bao trùm lấy mình. Hùng tỉnh dậy trong một không gian lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt so với căn phòng của mình. Anh mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ, mái tóc dính đầy mồ hôi lạnh, mùi ẩm mốc và gỗ mục phảng phất trong không khí. Cảm giác như không gian xung quanh anh đang từ từ thu hẹp lại và có điều gì đó rất sai đang diễn ra. Anh đứng dậy, thân thể run rẩy mắt mờ đi vì thiếu ngủ căn phòng có vẻ như không có cửa sổ chỉ có những bức tường xám xịt và trần nhà thấp một mùi hôi thối khó chịu bốc lên từ dưới đất khiến anh không thể nào thở nổi hùng cảm thấy có điều gì đó đang dõi theo mình từ khắp mọi hướng trong căn phòng tối tăm này chợt một tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng tối như có thứ gì đó đang cử động hùng quay lại trái tim anh đập mạnh một đôi mắt đỏ lòm lói lên trong bóng tối nhìn chằm chằm vào anh đó là ánh mắt của một sinh vật nhưng không phải là con người anh không thể trốn thoát giọng nói vang lên sắc lạnh như từ sâu trong lòng đất vọng lên giọng nói đó quen thuộc chính là giọng của cô gái trong chiếc áo trắng nhưng lần này âm thanh không chỉ xuất phát từ môi miệng cô ta mà như là từ chính bức tường từ mọi ngóc ngách của căn phòng hùng run rẩy bước về phía ánh mắt đỏ kia Bất chợt anh nhìn thấy một hình dáng mờ ảo bước ra từ trong bóng tối. Đó là cô gái áo trắng, nhưng không còn là cô gái xinh đẹp và yếu đuối trong những cơn ác mộng của anh nữa. Gương mặt cô ta bây giờ méo mó, đôi mắt hằn sâu những tia máu và cơ thể cô ta lắc lư như bị vặn vẹo bởi một lực vô hình. "Ngươi đã chết rồi, Hùng. Ngươi là một phần của tôi." Giọng cô gái khàn đặc cười vang, càng lúc càng lớn. Hùng quay người, tìm cách chạy trốn. Nhưng đôi chân anh như bị đóng chặt xuống đất. Mỗi bước đi, anh cảm thấy như bị nhấn chìm trong một lớp bùn đặc quánh. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, không thể nào thoát khỏi. Bỗng, một tiếng vỡ nát vang lên, cả căn phòng rung chuyển. Hùng quay lại và nhìn thấy một cánh cửa lớn từ đâu đó xuất hiện. Cánh cửa tự động mở ra, đưa anh đến một không gian khác, một không gian hoang tàn và lạ lẫm. Đây là một căn nhà cũ kỹ, nhưng tất cả đồ đạc đều phủ đầy bụi và mạng nhện. Những chiếc gương vỡ nát, những bức tranh đã bị bồi đèn. Cảm giác ớn lạnh đột ngột khiến anh khựng lại, nhưng không thể dừng bước. Từ đâu đó, những tiếng bước chân vang lên, bước đi từng nhịp, một cách đều đặn, nhưng lại khiến lòng anh quản thắt. Ngươi không thể trốn đâu, Hùng. Hãy nhớ lời nguyên của ta. Giọng nói từ bóng tối càng lúc càng rõ ràng hơn, như thể cô gái áo trắng đang bước ngay sau lưng anh. Anh quay lại, không thấy gì ngoài không gian trống rỗng nhưng ngay lập tức một bàn tay lạnh giá xuất hiện từ trong bóng tối nắm chặt lấy cổ anh kéo anh xuống nền nhà một làn sóng đau đớn tê tái lan tỏa khắp cơ thể những tiếng cười khúc khích vang lên dường như cô gái đang thích thú với nỗi sợ hãi của anh lần này ngươi sẽ không thoát được đâu cô ta thì thầm vào tai anh một hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt hùng cảnh tượng một ngôi làng vắng vẻ trong bóng tối những người dân không mặt chỉ có những đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ đứng nhìn anh. Những bóng ma từ trong làng bước ra, bao vây anh, kéo anh vào giữa đám đông. Không có một tiếng động, chỉ có những đôi mắt đầy thù hận. Anh rằng co, cố gắng đẩy những bóng ma ra nhưng không thể. Một lực vô hình cứ kéo anh lại gần hơn và rồi, một cánh tay lạnh lẽo từ phía sau nắm lấy vai anh. Hung không thể thở nổi, cảm giác tê liệt dâng trào. Anh nhìn lên, thấy cô gái áo trắng đang đứng ngay trước mặt đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh đôi môi méo mó cười đầy nham hiểm lời nguyền này sẽ không bao giờ kết thúc cô gái thì thầm rồi những bóng ma đồng loạt cười vang khiến hùng cảm thấy mọi hy vọng cuối cùng của mình tan biến khi anh cố gắng quay người một ánh sáng trói lọi từ trên trần chiếu xuống làm sáng bừng cả căn phòng nhưng tất cả đều đã quá muộn lần này hùng không thể thoát ra không thể dừng lại anh đã bị cuốn vào một vòng luồn quẩn không có điểm dừng nơi bóng tối và lời nguyền mãi mãi không buông tha hùng mở mắt cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đắng cả cơ thể anh mệt mỏi đau nhức nhưng khi anh nhìn xung quanh không gian lại khác hoàn toàn so với căn phòng tối tăm mà anh vừa tỉnh dậy trước đó mọi thứ quanh anh bây giờ chỉ có một màu tối tăm và u ám không gian giống như một mê cung vô tận không có lối thoát anh nhận ra mình đang đứng trong một hành lang dài hun hút, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn treo trên trần nhà tạo ra những bóng ma quái dị vặn vẹo khắp nơi. Mỗi bước đi của Hùng đều vang lên những tiếng động rợn người, nhưng anh không thể dừng lại. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi anh từ phía sau, từng bước từng bước. Chợt, một tiếng thở dài vang lên trong không gian yên tĩnh. Hùng quay lại, tim anh thắt lại trong nỗi sợ hãi. Một bóng người thấp thoáng trong bóng tối lướt qua như một cái bóng vô hình anh cố gắng chạy lại nhưng nó đã biến mất hùng bỗng cảm thấy như có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo từng cử động của mình những ánh mắt đó giống như của những sinh vật không có hồn anh bước tiếp tay nắm chặt lấy chiếc ba lô nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rằng mình đang đi ngược lại bất chợt một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía cuối hành lang vang vọng khắp căn nhà tiếng cười sắc lạnh đầy sự đau đớn và thù hận đó là giọng của cô gái áo trắng không không phải cô ta cái giọng đó đã biến dạng bây giờ nghe như một tiếng hét giận dữ từ sâu thẳm của bóng tối hùng cố gắng tiến về phía trước nhưng mỗi bước đi của anh lại dần trở nên khó khăn hơn một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ bao trùm lấy cơ thể anh khiến anh muốn quay lại nhưng anh không thể một bàn tay khô cứng đột ngột chạm vào vai anh từ phía sau khiến anh giật mình quay lại anh chỉ thấy một không gian trống rỗng không có gì ngoài những bức tường lạnh lẽo bao quanh đột nhiên ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà lại sáng lên rực rỡ nhưng lần này nó không giống như trước nữa ánh sáng trở nên khắc nghiệt như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh hùng quay đi nhưng ánh sáng như một lực hút kéo anh lại gần hơn mắt anh mờ đi khi tiếng cười đó lại vang lên lần nữa lần này hùng nhận ra đó không chỉ là một tiếng cười của cô gái mà là của nhiều sinh vật khác nhau. Những âm thanh khủng khiếp đang hợp lại với nhau, như những linh hồn đã chết trong suốt hàng thế kỷ. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm tóc gái hùng dựng đứng. Anh cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của những bóng ma đang vây quanh. Cái gì đó khẽ chạm vào chân anh. Một bàn tay lạnh buốt như sắt chạm vào da anh, khiến anh giật mình. Anh nhìn xuống và thấy một bàn tay ma quái, làn da xanh xao, cơ thể thối giữa với móng tay dài ngoằng như muốn xé nát da thịt, hùng hét lên, vung tay đẩy mạnh, nhưng bàn tay đó lại nắm chặt hơn, như thể muốn kéo anh xuống một cái hố đen vô tận. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi khi làm vậy, những bóng ma xung quanh lại vươn ra, buộc anh phải tiếp tục bước đi. Bước đi không ngừng nghỉ, như thể anh đã mắc vào một vòng lặp vô tận không bao giờ có điểm dừng. Hùng nhìn lên, thấy hình ảnh cô gái áo trắng lần nữa. Cô ta đứng ở cuối hành lang, Đôi mắt đỏ như máu nhìn anh chăm chú, nụ cười méo mó không thể nào quên. Cái nhìn của cô ta khiến anh cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng vào một vực thẳm vô hình. "Ngươi không thể trốn thoát đâu, Hùng." giọng nói vang lên lần nữa, nhưng lần này nó không phải của cô gái áo trắng. Nó như của cả một đội quân những linh hồn bị nguyền rủa đang giận dữ vẫy gọi anh. Anh tiếp tục chạy, nhưng đôi chân ngày càng nặng nề mỗi bước đi của anh khiến trái tim anh đập như muốn vỡ tung nhưng một lực vô hình cứ đẩy anh về phía trước những tiếng thở dài và những cánh tay vươn ra từ trong bóng tối như đang đợi chờ sự diệt vong khi anh gần như không thể chịu đựng được nữa một âm thanh khác lại vang lên đó là tiếng rít của những cánh cửa cổ kêu lên trong nỗi đau đớn những bức tường bắt đầu nứt ra như thể mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn đừng trốn nữa Giọng nói của cô gái một lần nữa vang lên từ khắp mọi hướng. Lạnh lẽo và không chút thương tiếc. Ngươi là một phần của tôi và ta sẽ không buông tha cho ngươi. Hùng dừng lại, tim anh đập mạnh, đôi chân bắt đầu nhũn ra. Anh nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi nơi này. Dù có làm gì, anh vẫn sẽ mãi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này, mãi mãi không thức tỉnh. Hùng gục xuống, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể. Cái lạnh tê tái của không gian khiến anh run rẩy nhưng nỗi sợ hãi mới là thứ làm anh sợ hãi hơn cả không có lối thoát không có nơi nào để anh trốn mỗi ngốc ngách trong căn nhà này dường như đều có sự hiện diện của cái ác cảm giác bị theo dõi từ mọi phía khiến anh không thể nào tĩnh tâm nổi một âm thanh kỳ quái vang lên phía sau lưng anh cánh cửa cổ kêu răng rắc như thể có ai đó đang ở phía bên kia đang theo dõi mọi hành động của anh hùng quay lại nhưng chỉ thấy một khoảng không tối đen trống rỗng cánh cửa tự động mở ra và một lùng gió lạnh thổi ra từ bên trong, cuốn theo một làn khói mỏng, hết như một bóng ma đang lướt qua. Hùng không thể cưỡng lại được sự tò mò, anh bước vào trong. Chỉ vừa vào, không khí đột ngột thay đổi, trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Mùi thối giữa của những xác chết lâu ngày, lan tỏa trong không gian. Căn phòng này như bị bỏ hoang từ rất lâu, đồ đạc mục nát, tường vỡ vụt và những bức tranh mờ ảo treo lơ lửng trên tường những hình vẽ trên tranh như vẽ lại những cảnh tượng máu me những bóng ma vẫy gọi và những người bị tra tấn dã man một tiếng động khẽ vang lên như một tiếng chân bước. khung ngầm đậu lên tim anh thắt lại đứng ngay trước mặt anh là một bóng người mờ ảo cao lớn với làn da xám xịt khuôn mặt không rõ ràng chỉ có đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn chằm chằm vào anh mắt anh đờ đẫn như thể không thể thoát khỏi ánh nhìn đó một cảm giác nhẹt thở khiến anh không thể cử động Ngươi sẽ không bao giờ thoát được. Giọng nói của bóng ma vang lên trong đầu anh, không phải bằng miệng mà qua những tiếng thì thầm, như thể tất cả không khí quanh anh đang nói lên điều đó. Tim hùng đập loạn nhịp. Anh cố gắng quay lưng chạy, nhưng đôi chân anh không thể cử động. Một lực vô hình giữ anh lại, kéo anh lại gần bóng ma đó. Anh cảm thấy như mình đang bị hút vào một vùng tối vô tận. Những bức tường xung quanh anh dường như đang thu hẹp lại như thể đang muốn nghiền nát anh. Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên từ sâu trong bóng tối. Không phải của Hùng, mà là của một người khác. Một giọng nữ yếu ớt nhưng đầy đau đớn như thể đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Không quay lại, và một bóng dáng mờ ảo từ phía sau xuất hiện. Đó là hình ảnh của cô gái áo trắng, nhưng lần này cô ta không cười. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt vô hồn như bị chiếm hữu bởi một thế lực đen tối. Ngươi không thể cứu tôi, Cô gái nói, trong khi từ miệng cô trào ra những giọt máu đỏ tươi. Ngươi sẽ trở thành một phần trong thế giới này mãi mãi. Cô ta chỉa tay về phía Hùng. Và ngay lập tức, những cái bóng khác từ trong căn phòng lôi kéo anh lại. Những bàn tay ma quái, lạnh ngắt và thối rữa vươn ra từ bóng tối, chạm vào da anh. Những ngón tay sắc nhọn như móng vuốt cắp vào da thịt, khiến anh hét lên trong đau đớn. Một cơn tê liệt bao trùm cơ thể anh, khiến anh không thể cử động chỉ còn biết thở dốc trong hoảng loạn. Đừng bỏ qua tôi, tiếng nói của cô gái vang lên, nhưng lần này không phải là lời cầu cứu. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một phần của bóng tối này. Hùng nhìn thấy bóng ma lờ mờ phía trước, không thể phân biệt được đâu là cô gái, đâu là những sinh vật ma quái đang vây quanh anh. Chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là sự chết chóc đang đến gần. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong mắt cô gái. Ánh sáng đó như muốn thiêu đốt mọi thứ, kể cả linh hồn anh. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi tay ma quái. Những tiếng cười ghê rợn lại vang lên, hòa cùng với tiếng thét chói tai của cô gái. Tất cả như đang xoay vòng, vặn vẹo, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Cô gái gần như đã biến thành một sinh vật quái dị, với da thịt rách nát, mắt đỏ ngầu, nụ cười méo mó như muốn nuốt chửng tất cả. Sẽ không có ai cứu được ngươi. Ngươi là của chúng tôi. Ngay khi hung tưởng như không thể chịu đựng thêm được nữa, một tiếng động khủng khiếp vang lên, một tiếng xé gió, một tiếng thét khủng khiếp từ đâu đó, như một cơn bão. Cả căn phòng bỗng dưng rúng động, những bức tường bắt đầu sụp đổ, và những cánh cửa vỡ vụn. Hung nhận ra, tất cả những gì anh đã trải qua, tất cả nỗi sợ hãi này, chẳng phải là một cơn ác mộng nữa. Nó thực sự đang xảy ra, và giờ đây, anh là một phần của bóng tối này. Khi tiếng động vang lên, Căn phòng tối bỗng dưng im bặt. Hùng trong cơn tuyệt vọng không còn biết gì ngoài việc cố gắng thoát khỏi tay của những bóng ma đang siết chặt quanh mình. Tuy nhiên đột nhiên một ánh sáng yếu ớt xuất hiện từ phía xa. Anh nhìn thấy một cửa sổ nhỏ nơi góc phòng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào như một cơ hội duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này. Hùng cố gắng dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Đôi chân anh như bị đóng chặt dưới mặt đất, nhưng anh không thể dừng lại một luồng sức mạnh kỳ lạ giống như sự giận dữ của cả thế giới kéo anh về phía cửa sổ khi anh đến gần cửa một bàn tay lạnh ngắt từ đâu đó vươn ra kéo lại anh làm anh rơi xuống đất ngay lập tức một bóng ma cao lớn với làn da nhợt nhạt như sương mù xuất hiện trước mặt anh đó là một sinh vật khủng khiếp với khuôn mặt mờ ảo không có mắt chỉ là những khoảng đen lồi ra như những hố sâu không đáy nó không cử động chỉ đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn như một ngọn núi lửa đang chờ đợi thời điểm bùng nổ. Người không thể thoát được đâu. Giọng nói của nó vang lên trong đầu hùng, lạnh lẽo như ngọn gió đông thổi qua. Chúng ta là một, và ngươi sẽ là một phần của bóng tối này. Mồ hôi lạnh vã ra khắp người hùng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình, nặng nề, như thể không khí đã bị hút ra khỏi phổi. Cái bóng ma đó từ từ tiến lại gần, từng bước chân khẽ vang lên như tiếng trống đập mỗi bước làm không gian xung quanh anh trở nên ngột ngạt hơn. Những bóng ma khác, như thể được triệu hồi bởi sự hiện diện của sinh vật đó, từ tư, tư lởn vợn xung quanh anh. Đôi mắt đỏ rực của chúng lóe lên, nhìn chằm chằm vào anh như những ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn. Cánh tay của chúng thò ra từ bức tường, từ dưới đất, từ các góc tối chạm vào người hùng. Mỗi lần tay chúng chạm vào anh, anh cảm thấy mình như đang bị xé nát từng mảnh một. Những ngón tay của chúng lạnh ngắt kéo lê trên làn da anh để lại những vết sẹo sâu hắm không thể trốn thoát một giọng nói khác vang lên và hùng quay lại thấy cô gái trong bộ áo trắng đứng ngay sau anh nhưng lần này cô không còn là một cô gái dễ thương nữa khuôn mặt cô biến dạng biến thành một thứ quái dị với đôi mắt đỏ miệng rộng ngoác máu từ miệng nhỏ giọt xuống rơi vào mặt hùng những tiếng thở dốc của cô vang lên mỗi hơi thở đều mang theo sự khủng khiếp và ám ảnh Hùng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cái bóng ma kia tiến lại gần hơn và Hùng cảm thấy mình bị hút vào bóng tối, không lối thoát. Những bóng ma vây quanh anh ngày càng đông, từng bước đi của chúng đều đầy dã tâm, như thể chúng muốn nghiền nát anh thành từng mảnh. Hùng cảm thấy đau đớn khôn cùng khi những cánh tay lạnh ngắt của chúng siết chặt, kéo anh về phía một cánh cửa tối om, nơi một hố sâu đen ngòm chờ đợi. "Ngươi sẽ là một phần của chúng ta mãi mãi." Bóng ma đó nói giọng nói vang lên như tiếng rền dĩ của một linh hồn bị giam cầm trong vô tận cánh cửa từ từ khép lại và tất cả những bóng ma đồng loạt gào thét trong khoảnh khắc đó hùng cảm thấy mọi thứ trở nên mờ nhạt anh không còn biết mình đang sống hay đã chết không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo chỉ còn lại bóng tối những âm thanh thét gào và sự tuyệt vọng không thể cứu vãn đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên toàn bộ căn phòng dung chuyển cửa sổ vỡ tan, những bóng ma bay ra ngoài như những đợt sóng dữ dội. Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, xoáy vào giữa căn phòng, và rồi tất cả im bặt. Hùng ngã xuống đất, không thể cử động, chỉ còn nghe tiếng thở gấp của mình. Khi Hùng mở mắt ra lần nữa, căn phòng không còn như trước. Mọi thứ đều im lặng và bóng ma đã biến mất. Nhưng anh biết rằng, trong cái im lặng đó, cái ác vẫn đang lẩn khuất đâu đó. Và dù anh có thể tạm thời thoát khỏi chúng, cái bóng đen này sẽ mãi theo đuổi anh. Trong bóng tối, chỉ có sự im lặng và những tiếng thì thầm văng vẳng đâu đó, không biết từ đâu. Hùng không thể nhớ được mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, anh cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài vô tận. Toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng. Anh cố ngồi dậy, nhưng đôi chân vẫn không nghe lời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh dùng mình anh ngẩng đầu lên và nhận ra mình đang ơn ở trong một căn phòng khác. Mọi thứ xung quanh anh đều mờ mịt trong làn khói trắng đục, không gian như bị bóp nghẹt, không có cửa sổ, không có lối thoát. Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào mặt đất. Một lớp bụi dày đặc phủ kín mọi thứ, mùi ẩm mốc và thối rữa tràn ngập không khí. Tiếng thì thầm vọng lên từ phía xa, như những lời rên rỉ của những linh hồn lạc lối. "Chạy đi, nhanh lên." Là tiếng của ai đó, hùng quay người nhưng không thấy ai chỉ còn những bức tường ẩm thấp, những bóng đen lờn vờn qua lại như những cái bóng ma quái. Chợt, tiếng cười vang lên, lạnh lẽo và đầy ma quái. Một bóng đen xuất hiện từ góc phòng, tiến lại gần hùm. Đó là một người phụ nữ, nhưng khuôn mặt cô ta không có mắt, chỉ là những lỗ thủng đen ngòm như vực sâu. Miệng cô ta mở rộng, phát ra những âm thanh kinh dị, như thể đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ngươi không thể trốn thoát, cô ta cười nhạo, Giọng nói rít lên như tiếng kéo kẹt của kim loại. Mọi thứ đã được sắp đặt. Ngươi sẽ không thoát khỏi bóng tối này đâu. Cô ta tiến lại gần hơn và hung cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm quanh mình. Anh cố đứng dậy, nhưng mỗi bước đi lại càng nặng nề hơn như thể có điều gì đó đang kéo anh xuống đất. Những cơn đau nhói xâm chiếm toàn thân khiến anh không thể thở nổi. Những bóng ma khác xuất hiện xung quanh anh. Từng cái bóng xám xịt như thể không có hình dạng rõ ràng chỉ là những vệt đen bám chặt vào không khí một cái bóng cao lớn tiến lại gần từng bước chân nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch khi nó đến gần hùng nhận ra đó là một sinh vật khủng khiếp với những cánh tay dài ngoãng uốn cong như những cành cây chết khô đôi mắt nó đỏ rực nhìn chằm chằm vào hùng và mỗi lần nó nhìn hùng lại cảm thấy cơ thể mình càng thêm tê liệt như thể linh hồn anh đang bị hút vào sâu trong vực thẳm một âm thanh lạ vang lên từ phía sau, như tiếng vỡ vụn của kính vỡ. Hùng quay lại và thấy một bóng đen khác từ từ bò ra từ trong bức tường. Đó là một con quái vật. Thân hình nó uốn lượn như một con rắn, nhưng cái đầu lại giống như của một con mèo hoang, với những chiếc răng nhọn hoắt. Con quái vật ấy nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy thù hận, rồi đột ngột nhảy vọt về phía anh. Hùng hoảng hốt, không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ mạnh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Tất cả những bóng ma đều quay lại nhìn, vẻ mặt chúng trở nên hoang mang. Căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội, những bức tường nứt ra từng vết nứt lớn và ánh sáng đỏ rực bỗng chốc phủ kín mọi thứ. Hùng vội vàng chạy về phía cửa, nhưng càng chạy, anh càng cảm thấy không gian xung quanh mình như thu nhỏ lại. Mọi thứ trở nên mờ ảo, không còn rõ ràng nữa. Anh không còn biết đâu là lối thoát, đâu là ngõ cụt. Những âm thanh rợn người Tiếng rít của ma quái vang lên quanh anh, xung quanh chỉ còn bóng tối vô tận. Đột ngột, một tiếng thét đau đớn vang lên từ phía sau. Hùng quay lại và thấy người phụ nữ với khuôn mặt không mắt đang đứng đó, đôi tay dài vươn ra muốn kéo anh vào bóng tối, nhưng cô ta không thể đến gần. Một sức mạnh vô hình, như một lực hút cực mạnh, kéo cô ta vào bóng tối đen ngòm, và trước khi Hùng kịp nhận ra, cô ta đã biến mất. Hùng đứng sững, hơi thở dồn dập mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Mọi thứ xung quanh anh lại trở về im lặng. Không có tiếng động, không có bóng ma, chỉ có sự tĩnh mịch rợn người. Anh nghĩ mình đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cảm giác không yên ổn vẫn ám ảnh. Anh quay người bước ra khỏi căn phòng, bước đi với tâm trạng lo sợ không nguôi. Trong lòng anh vẫn vang lên lời cảnh báo của những bóng ma: "Chạy đi, chạy đi, nhưng đừng mong trốn thoát." Hùng lao nhanh qua những hành lang u ám, chân anh run rẩy và tâm trí mờ mịt. Cảm giác bị đuổi theo vẫn đeo bám anh, mặc dù không còn nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở hổn hển của các bóng ma. Mỗi bước đi đều dường như bị kéo lại bởi một sức mạnh vô hình, như thể có ai đó đang lôi kéo anh quay lại trong bóng tối. Anh cố gắng thở đều, nhưng mùi ẩm mốc, mùi thối giữa ngập tràn trong không khí khiến anh buồn nôn cả căn nhà dường như đang sống, như một sinh vật khổng lồ nuốt chửng từng bước chân của anh những bức tường phía sau bắt đầu có những vết nứt và từ trong đó những cái tay đen ngòm bất ngờ thò ra như những cành cây chết khô hùng hét lên vội vàng chạy lùi lại nhưng chẳng kịp những cái tay ấy với những ngón tay dài và sắc nhọn vươn ra như muốn xé toạc anh ra anh quay đầu chạy nhanh hơn nhưng không khí càng lúc càng đặc lại như một tấm lưới vô hình bao vây lấy anh một tiếng động lạ vang lên như tiếng xé rách không gian một cánh cửa sổ trong phòng phía trước bỗng dưng nứt vỡ. Một con quái vật to lớn, hình dáng không rõ ràng, với những bóng đen uốn lượn quấn quanh thân, bước ra từ trong đó. Đôi mắt nó đỏ rực, sáng như ánh lửa đêm, nhìn chăm chú vào Hùng. Hùng quỳ xuống, cố gắng thở dốc, từng cơn hoảng loạn ùa đến. Không, không thể nào. Anh nghĩ thầm trong đầu. Mình không thể chết ở đây, không thể chết trong cái chốn này. Con quái vật kia lại tiến gần, từng bước đi vang lên rõ ràng, tiếng giày vỡ vụn trên mặt đất như tiếng đập mạnh của một chiếc búa vào thịt. Cái miệng của nó há ra, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt, chĩa thẳng vào anh như những chiếc móc sắt. Ngươi không thể trốn thoát. Giọng nói của con quái vật vang lên trong đầu hùng, mặc dù không hề có lời nói nào thoát ra khỏi miệng nó. Âm thanh lạnh lẽo như cơn gió buốt lùa qua não bộ anh. Nhưng đột nhiên, một tia sáng yếu ớt lói lên từ phía xa, từ một cánh cửa khép hờ ở cuối hành lang. Hùng mím chặt môi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lao về phía đó. Anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình muốn giữ chân anh lại, nhưng anh không thể dừng lại. Vừa chạy đến cánh cửa, anh mở nó ra, chỉ để thấy một không gian mờ mịt khác, không có lối thoát, chỉ toàn bóng tối và những bóng ma lượn lờ. Hùng nhìn vào sâu trong đó, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự đen tối vô tận. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một tiếng cười lanh lảnh vang lên lời thì thầm đó bắt đầu văng vẳng trong tai anh như thể chúng đang đến từ mọi hướng từ mọi ngóc ngách trong căn nhà này ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đây ngươi là một phần của nơi này rồi giọng nói đó cười nhạo từng chữ như dao cát vào tâm trí hùng hùng quay người lại cố gắng bước ra khỏi căn phòng nhưng trước mặt anh là một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn cả sự tưởng tượng những bóng ma những sinh vật lạ đang vây quanh anh từng khuôn mặt nhợt nhạt, không có mắt, không có miệng, chỉ có những mảng da nhảy nhụa và đôi tay thò ra từ hư vô. Anh cảm thấy một luồng gió lạnh rít lên, gào thét trong không gian. Một bàn tay bốc cháy chậm rãi vươn ra từ tường, những ngón tay như muốn chạm vào làn da anh. Anh hét lên, không còn sự bình tĩnh nào nữa. Không, không, hùng quỳ xuống, đôi chân anh dường như không còn sức lực, anh ngã quỵ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bất ngờ, những cái bóng đen phía xa bỗng nhúc nhích. Một người bước ra từ bóng tối, một người đàn ông với khuôn mặt đầy vết thương và mắt trắng dã, không có một chút sự sống. Đó là người đàn ông mà anh từng gặp trước đây trong căn phòng đó, chính là người mà anh tưởng đã chết. Người đó tiến lại gần và trong tay anh ta là một cây gậy dài, đầu gậy sắc bén như dao, khẽ lướt qua mặt hùng. Cái lạnh từ cây gậy ấy khiến anh tê dại, như thể một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể. Ngươi nghĩ mình có thể thoát sao? Không ai thoát được. Người đàn ông nói, đôi mắt trắng dã không hề chớp. Rồi, bóng tối xung quanh bỗng chốc nuốt chửng mọi thứ, mọi sự vật xung quanh biến mất, chỉ còn lại một khoảng không vô tận. Hùng không thể thở nổi, trái tim anh đập mạnh trong ngực, như thể sắp vỡ ra. Anh không thể thoát được, tất cả đã quá muộn. Mọi thứ trong không gian này đều chống lại anh. Và rồi, không gian trở nên yên lặng, như thể một cơn bão vừa qua đi. Hùng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện. Khi Hùng mở mắt, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mơ hồ và tối tăm. Căn phòng, hay có thể gọi là một không gian ngột ngạt, không còn bất kỳ bóng ma nào nữa. Mọi thứ đều im lìm, nhưng Hùng không thể bình tĩnh được. Cảm giác kinh hoàng vẫn đeo bám anh, như thế anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Anh đứng dậy, bàn tay vẫn run rẩy khi chạm vào tường lạnh ngắt. Những vết nứt trên bức tường dường như bắt đầu dịch chuyển, tạo ra những âm thanh nứt vỡ kỳ quái. Bầu không khí trong căn phòng đặc quánh như thể cái không gian này đang muốn bóp nghẹt anh. Bất ngờ, một cánh cửa lớn xuất hiện ở phía cuối phòng, cửa không hề có tay nắm. Hùng không kịp suy nghĩ, đôi chân anh như có sức mạnh vô hình dẫn dắt bước nhanh về phía cánh cửa đó. Nhưng khi anh đến gần, một tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên từ bên trong. Từng vào, từng bước vào giọng nói ấy không phải của con quái vật trước đây cũng không phải của người đàn ông với đôi mắt trắng dã đó là giọng nói của một người phụ nữ nhưng âm thanh trong trèo ấy lại mang đầy sự sợ hãi hùng đứng lặng tim anh đập thình thịch nhưng không thể quay lại anh mở cửa dù biết có thể sẽ không còn đường lui cánh cửa mở ra và ánh sáng nhạt từ bên trong chiếu ra như một làn sóng ánh sáng mỏng manh ông bước qua cửa và ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo vây lấy cơ thể. Căn phòng này không giống những căn phòng khác anh đã thấy trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều ẩm ướt, đầy mùi hôi thối, nhưng không có bất kỳ vết tích của sinh vật hay bóng ma nào. Anh nhìn xung quanh. Những bức tường phủ đầy những vết bẩn, những mảng nấm mốc xanh xám bám chặt. Bất ngờ, Hùng thấy một cái gì đó di chuyển trong góc phòng. Đó là một bóng đen, không rõ hình dáng chỉ là một đám mây đen cuộn tròn bóng đen ấy lơ lửng trên mặt đất như thể nó không phải là một sinh vật sống mà là một cái bóng của chính sự chết chóc tiếng thì thầm lại vang lên lần này rõ ràng hơn như thể một bóng ma đang đứng ngay sau lưng anh người không biết ngôi nhà này đã chứa đựng bao nhiêu linh hồn bao nhiêu nỗi đau hãy đi đi kẻ sống không có chỗ ở đây hùng quay lại nhưng không thấy gì không có ai không có bóng dáng nào anh cố gắng di chuyển, nhưng chân anh như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt. Dường như, mỗi bước anh đi lại càng kéo anh vào một hố sâu vô tận. Bất ngờ, một cánh cửa khác mở ra. Lần này là một căn phòng giống như một phòng thí nghiệm cổ xưa. Với những chiếc bàn dài, đầy những dụng cụ kỳ dị và các ống nghiệm lấp lánh. Trên những bàn thí nghiệm, hung thấy những chiếc xác người, những bộ phận cơ thể được mổ xẻ một cách tàn nhẫn. Không có sự sống, nhưng không phải là những thi thể thông thường những bộ phận ấy vẫn động đậy một cách kỳ quái như thể có thứ gì đó trong chúng đang cố gắng thoát ra anh cố gắng quay đầu bỏ chạy nhưng không thể một cánh tay lạnh ngắt chộp lấy vai anh và anh bị kéo mạnh vào trong phòng thí nghiệm trong không gian tối tăm một chiếc gương lớn treo trên tường phản chiếu hình ảnh của hùng nhưng không phải là anh đang đứng trong phòng này trong gương hình ảnh anh là một con quái vật với những đường nét méo mó mắt đỏ ngầu miệng mở rộng với những chiếc răng sắt nhọn. Bất ngờ, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên trong đầu anh. Lần này gần như là tiếng hét. Đừng nhìn vào gương. Không ai có thể thoát ra nếu nhìn vào gương. Nhưng Hùng không thể rời mắt khỏi hình ảnh trong đó. Hình ảnh của anh không còn là con người, mà là một con thú dữ tợn. Và trong lúc anh nhìn chăm chú vào gương, những bộ phận cơ thể trong phòng thí nghiệm bắt đầu cử động mạnh mẽ hơn. Những chiếc tay, những chiếc chân bỗng vươn lên nắm lấy anh anh cố gắng rằng co nhưng không thể thoát khỏi cái bóng đen đang kéo mình xuống một cơn đau nhói xé nát cơ thể anh đôi mắt hùng bắt đầu trở nên mờ dần và trước khi anh ngã quỵ xuống hình ảnh cuối cùng mà anh thấy trong gương là chính mình đang tan rã bị xé nát bởi những bàn tay ma quái cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại không gian yên tĩnh trở lại tất cả im lặng và trong bóng tối sâu thẳm, một tiếng cười ma quái lại vang lên. Lần này thật gần, như thể chính nó đang đứng ngay cạnh khung. Khung tinh dậy trong một căn phòng tối tăm, đầu óc như vỡ vụn, từng cơn đau nhói khắp cơ thể. Anh cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng yếu ớt từ đâu đó chiếu vào khiến anh không thể nhìn rõ. Đầu anh đau nhức, như thể mọi ký ức đều đang bị xé nát trong đầu. Anh ngồi dậy, cảm nhận từng lớp bụi bặm phủ lên người, giống như anh vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài trong một thế giới vô hình. Hùng cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể anh không nghe lời. Chân anh run rẩy, từng bước đi như mang nặng một gánh nặng vô hình. Những bức tường xung quanh anh dường như đang bóp chặt lấy không gian, khiến anh không thể thở nổi. Một cơn gió lạnh thoáng qua, mang theo mùi hôi thối, như từ một cái xác thối dựa lâu ngày. Đột nhiên, tiếng thì thầm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không phải là giọng nói của người phụ nữ nữa, mà là một giọng cười khẽ, đầy sự chế nhạo và đe dọa. Hung nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Cảm giác sợ hãi lại dâng trào trong anh như thể có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối. Người sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. đã quá muộn rồi. Tiếng cười tiếp tục vang lên như một lời tiên đoán đầy ám ảnh. Hung cố gắng hít thở sâu nhưng không khí trong phòng trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Mỗi lần anh thở, hơi thở của mình như bị nghẹt lại trong cổ họng như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy phổi anh chân anh dường như không thể bước tiếp nhưng rồi một tiếng động bất ngờ vang lên từ trong góc phòng hùng quay lại và hình ảnh khiến anh sững sờ một cái bóng nhỏ bé nhưng di chuyển nhanh như một con thú đang lẩn khuất trong bóng tối đôi mắt đỏ ngầu của nó lóe lên trong bóng đêm và hùng có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo từ nó như thể nó không phải là một sinh vật sống cái bóng từ từ tiến lại gần rồi bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy vai hùng cảm giác lạnh buốt như thể tay nó được làm từ băng đá xuyên thẳng qua da thịt anh hùng hét lên nhưng tiếng hét của anh không vang lên nó bị chặn lại ngay trong cổ họng giống như có ai đó đang siết chặt miệng anh anh quay lại và trong cái bóng tối dày đặc đôi mắt đỏ của sinh vật kia nhìn chằm chằm vào anh những ngón tay dài nhọn hoắt của nó vươn ra như muốn xuyên thủng da thịt anh chạy đi nếu ngươi có thể giọng nói của nó khô khốc cất lên như một lời thách thức hùng cố gắng rút tay lại nhưng cánh tay của cái bóng không buông tha càng siết chặt hơn anh cảm nhận một lực mạnh mẽ kéo mình về phía cái bóng như thể nó đang muốn kéo anh vào trong cái không gian đen tối không lối thoát cơn đau lan tỏa khắp cơ thể như thể anh đang bị xé ra thành từng mảnh hùng rít lên trong đau đớn nhưng chỉ có im lặng đáp lại cái bóng kia như đang cười nhạo nỗi sợ hãi của anh đôi mắt đỏ của nó sáng rực lên và trong cái ánh sáng mờ ảo đó hùng thấy những hình ảnh khủng khiếp lướt qua anh thấy mình đang chìm trong bóng tối bị giam cầm trong một nơi không có lối ra anh nghe thấy những tiếng thở dốc những tiếng kêu cứu mơ hồ vang lên từ khắp nơi những cánh tay vô hình vươn ra từ trong bóng tối kéo anh xuống kéo anh vào bóng đen nơi không có ánh sáng những bàn tay lạnh lẽo ấy lần lượt chạm vào cơ thể anh từng cái vuốt ve đầy ghê tởm Đừng, đừng để tôi vào đó." Hùng gào lên trong tuyệt vọng, nhưng lời cầu cứu của anh như không bao giờ đến được tai ai. Những cánh tay ấy tiếp tục kéo anh xuống, cho đến khi anh cảm thấy mình như đang chìm vào hố sâu vô tận. Một tiếng động bất ngờ vang lên và ánh sáng từ đâu đó chiếu thẳng vào căn phòng. Một cái bóng cao lớn xuất hiện trong bóng tối, là một hình dáng quen thuộc. Một người đàn ông với đôi mắt trắng dã, nhưng không phải là người anh đã gặp trước đây đây là một bóng ma khác nhưng giống như một bóng ma đầy quyền lực người đàn ông đó bước lại gần đôi mắt sáng lên như lửa nhìn thẳng vào hùng anh ta không nói gì chỉ im lặng nhìn như thể đang chờ đợi một điều gì đó hùng cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ từ người đàn ông ấy nhưng cũng không thể hiểu được đột nhiên ánh sáng vụt tắt và mọi thứ lại chìm vào bóng tối hùng tỉnh dậy trong bóng tối một bóng đêm hoàn toàn tĩnh lặng lạnh lẽo anh vẫn còn cảm giác nhức nhối trong cơ thể, nhưng đầu óc anh như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, không thể suy nghĩ rõ ràng. Cảm giác lạ lẫm tràn ngập tâm trí anh. Anh đang ở đâu? Tại sao lại có thể rơi vào một tình cảnh như thế này? Cả không gian xung quanh giống như một cái hang không đáy, chỉ có những tiếng động kỳ lạ vang vọng mà không thể xác định được nguồn gốc. Anh đứng dậy, đôi chân yếu ớt như sắp ngã xuống. Hùng muốn gọi tên mọi người, nhưng tiếng nói của mình lại không thể thoát ra khỏi miệng như thể bị nghẹn lại trong cổ họng anh cố gắng nhìn xung quanh nhưng không có một chút ánh sáng nào không có cửa sổ không có lối ra bức tường đen kịt vây quanh anh tạo cảm giác như anh đang bị giam cầm trong một hố sâu không thể thoát ra bất ngờ một tiếng thì thầm vang lên từ phía sau anh giọng nói đó khô khốc lạnh lẽo như từ một nơi sâu thẳm trong bóng tối chạy đi nếu ngươi còn có thể hùng quay người lại nhưng chỉ thấy những bóng tối lờ mờ không có ai cả cơn sợ hãi dâng lên trong anh trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung anh bước lùi lại nhưng chân anh không vững cứ như thể có ai đó đang theo dõi từng bước đi của anh tiếng thì thầm lại vang lên lần này rõ ràng hơn như thể có ai đó đang đứng ngay phía sau anh chạy đi chậm thôi đừng quá nhanh hùng quay lại một lần nữa và lần này anh nhìn thấy một bóng người lờ mờ đứng ngay trước mặt mình đôi mắt của người đó không có chút sáng nào chỉ là những hố đen sâu hắm như thể không có con ngươi nhưng cái cảm giác mà anh cảm nhận được từ đôi mắt ấy là một sự lạnh lẽo vô hồn như thể nhìn thẳng vào hồn anh và hút đi sự sống bóng người đó từ từ tiến lại gần mỗi bước đi của nó tạo ra những âm thanh kỳ quái như bước trên mặt đất dì xét như đang di chuyển qua một lớp bùn nhão cái bóng ngày càng lớn cho đến khi hùng có thể càng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ cơ thể của nó phả vào mặt anh làn hơi đó làm anh cảm thấy như bị bao phủ bởi một lớp xương lạnh làm da thịt anh tê dại hùng cố gắng thở dốc nhưng không thể làm gì ngoài việc nhìn vào đôi mắt đen tối kia ngươi không thể thoát được đâu giọng nói cất lên từ cái bóng không phải bằng miệng mà từ trong chính tâm trí hùng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi mồ hôi lạnh toát ra trên trán hùng anh không thể chịu nổi cái nhìn đó nữa, nhưng cơ thể anh dường như không còn tuân theo sự điều khiển của anh. Mỗi lần anh cố gắng quay lưng bỏ chạy, lại như có một lực vô hình kéo anh lại, níu giữ anh lại trong cái không gian ám ảnh này. Cái bóng không ngừng tiến lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Hùng không còn nghe thấy tiếng bước chân của mình nữa. Mọi thứ xung quanh anh như biến mất, chỉ còn lại cái bóng đang đến gần như một con quái vật vô hình lăm le nuốt chửng linh hồn anh lúc này anh nghe thấy một âm thanh khác vang lên từ trong bóng tối lần này là tiếng cười nhưng đó không phải là tiếng cười của con người mà là tiếng cười của một sinh vật khác thứ gì đó không phải là con người không phải là một sinh vật sống tiếng cười đó vang vọng trong không gian xé toạc sự tĩnh lặng đột nhiên một ánh sáng trói mắt lói lên từ trong bóng tối hùng nhắm mắt lại nhưng ánh sáng đó càng lúc càng mạnh mẽ hơn như thể nó muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh anh khi anh mở mắt ra hình ảnh trước mặt khiến anh không thể tin vào mắt mình toàn bộ không gian xung quanh đã thay đổi không còn là căn phòng tối tăm mà anh đã ở trước đó thay vào đó là một cánh rừng hoang vắng cây cối mọc rậm rạp nhưng không có bất kỳ sự sống nào tất cả đều im lặng đến rợn người và rồi anh thấy một bóng dáng khác lướt qua trong rừng một bóng người nhưng không phải là con người đôi mắt của nó lói lên và nó nhìn thẳng vào hùng đôi mắt đó đầy sự thù địch lạnh lẽo và khủng khiếp như thể nó đang tìm kiếm một con mồi ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đây giọng nói khô khốc lại vang lên lần này rõ ràng hơn bao giờ hết ngươi là của chúng ta hùng cố gắng hít thở sâu nhưng không khí trong cánh rừng này nặng nề đến mức anh gần như không thể thở được mắt anh hoa lên thân thể mỏi mệt nhưng anh không thể dừng lại anh phải chạy phải thoát khỏi đây nhưng trong khoảnh khắc đó một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua mang theo một âm thanh lạ kỳ như những tiếng thở dài của những sinh vật không thể nhìn thấy anh không biết mình đang chạy đi đâu từng bước chân anh như đang dấn sâu hơn vào trong bóng tối vô tận càng chạy bóng tối càng bao trùm và những tiếng động kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai